xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Lát Phai Gác Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại đi Costco các bạn ơi, để xem Costco tháng 11 này có gì nha. Rồi chào mình đi lấy xe, hôm nay không cần xếp hàng, đỡ quá. Nhưng mà phải scan nha các bạn, đó là cái máy scan hả? Scan cái rồi hả? Scan cái rồi người ta coi cái hình của mình á, coi cái hình của mình ở phía sau á, xong rồi đúng là người đó thì nó mới được chơi vô nha các bạn. Ủa tivi 500 Samsung TV gần 500, nhỏ hơn nè 400, 300 mấy, thế này nọ 400. Có cái những cái kem bánh răng còn rác. Gạo cầu gâu giảm 8 đồng các bạn ơi, còn 21 đồng 99 một phát, vậy là 30 cây. Chồng mình không phải xài loại này. Ồ cái này nè, cái kem bánh răng con rát, cái này là giảm trắng răng luôn hay sao, chưa xài qua loại này. Giảm 4 đồng rưỡi còn 13 đồng 49 cho một một hộp, như vậy là có 4 tuyếp các bạn. 4 tuyếp mà tuyếp thì cũng nhỏ nha, không lớn. Kem lotion, kem hoa tai nè, cũng giảm nè, còn 8 đồng. Ủa kem hoa tai này là của hãng giống như sữa dê nè, Gomil Hand Cream, kem hoa tai 5 tuyếp 7 đồng 99, chạy ra cỡ đâu gần chưa tới 2 đồng một tuyếp, tuyếp nhỏ xíu à. Sữa tắm Olay 3 chai 15 đồng 99, giảm 4 đồng rưỡi còn 11 đồng 49 các bạn ơi. Olay này về rất cũng thơm nha, hồi nhà hồi đó mình cũng có xài Olay, chắc mua thử cái này đổi ở nhà xài đô nhiều quá, xài hoài đô hoài, giờ thổi thử cái loại này thôi. Trời ơi body wash nè, lấy cái này. Ồ cái này nó giống như kiến trang điểm mọi người, họ không bấm được rồi ta. Ở nến hiện đèn nè, ồ có nhạc luôn. Kiến trang điểm mà có nhạc. Là vừa trang điểm vừa nhạc hả? Để coi giá nhiêu nè. Trời, coi như 100 giảm 20 gần 80 thôi các bạn. Vừa trang điểm có đèn xong rồi được nghe nhạc luôn. Thôi vừa giờ gắn vô USB nghe nhạc nè, đèn là mình được chỉnh luôn. Rồi đèn cái nãy mình chỉnh rồi đó, nó nhạc tắt. Không biết bấm. Hả mẹ? Ừ. Thích đâu? Ôi, anh người tuyết kìa, anh có bông người tuyết kìa. Có bông người tuyết quay qua rồi coi anh. Quay qua cho em coi, quay phim thấy không? Ồ. 10 đồng con. 10 đồng con 10 đồng, có cái cục kẹo luôn. 10 đồng. Ồ F5 có hai cánh cửa nè. Ủa nó cũng cỡ cỡ giống cái của nhà mình. Này nè, nó vàng giảm các bạn. 139 đồng 99, giảm 40 nhưng còn 100 cộng thêm thuế cỡ 110 mấy. Còn mấy cái này, thấy còn mấy cái. Ô coi nè, jacuzzi massage nè. Ồ
hai cái luôn. Rồi để đây. Này nhà là bự bự mới được chứ. Rồi hết hồn chưa, có giá hết hồn chưa? 17k. Từ 18k trả được thuế chắc cỡ 18-19k. Này nhà đại gia. Rồi cái thông nè, các bạn coi là 1.500. Thông cao. Chắc hạ gấp đôi mình. Noel kìa. Ủa, đẹp quá. 219 đồng 99. Ở đây có nguyên một bầy nè. Mấy anh người tuyết. Ôi, ê, khoan chút. Lúc mình quay qua cái này đẹp quá nè. Ủa, có mấy anh người tuyết rồi. Mấy anh người tuyết là có 179 đồng 99 nè các bạn. Một bộ luôn, bốn anh. Ây, wow. Cái thông này đẹp quá. Xuất sắc luôn. 18999 nha các bạn. Ồ, này qua coi coi anh. Cái này thì nó giống như là cái đèn vậy thôi. Cái này về chắc mua đồ nghề bẻ gắn đèn lên được không ta? 139 đồng 99. Cái này cái đèn dạng Noel. Bé dễ thương lắm. Cỡ 100. Rồi anh lính này là 349 là chọn được nhiều màu nè. Ôi, con chim kinh cục dễ thương quá các bạn ơi. Ủa, có 129 đồng 99 nè. Ủa, bữa kia bá lửa gì, 129 đồng 99. Ủa, dễ thương quá. Ủa, đây nè, các bạn coi. Cái con tuần lộc Noel á. 169 đồng 99 cho ba con nè. Con lớn của sừng là con đực nè. Con này không có sừng là con cái nè. Còn có con nhỏ đẻ thằng con trai là có sừng nè. Đây là gia đình của mình đó các bạn đó. Chồng mình này đẻ ra con, đẻ ra đứa con là có sừng là con đực đúng không? Đó thì là gia đình đó. Thấy không đẹp chứ sao? Ủa mà mình nhớ tháng 10 này là Halloween mà ta sao tự nhiên thấy vô toàn đây toàn là đồ Noel không trời. Ô, nguyên một bộ nè. Chú Giáng sinh nè các bạn ơi. Ôi, đẹp quá. Rồi, đây nè. Ta xếp nguyên cái hộp ở trên đây nè. Đó, một bộ này là coi như 100 đô. Ú. Đẹp không các bạn? Ồ, của công ty Costco luôn. Colin nè. Trời ơi, đẹp quá à. Ủa, cái này nhiêu ta? Thương quá à. 32 đồng 99 các bạn. 32 đồng 99. Ồ, bộ này là Disney. Trời ơi, bữa mình có đi Disneyland ở Paris đó các bạn. Trời ơi, mà tí có cái không thấy mấy cái nhân vật trong công chúa này nọ. Mấy cái hồi đi ngủ hay là ăn chưa mất tiêu hay sao. Bộ này là 129 đồng 99. Đẹp ha. Này biết nó có nhạc không ta, hay là nó để vậy thôi ta. Ừ, đẹp quá à. Chân ở nhà đẹp hết sảy luôn. Bộ này cũng giảm các bạn. Bộ này giảm. Hai cây này giảm 15 đồng. Còn 54 đồng 99 thôi các bạn ơi. Ôi, thấy toàn đồ Noel không. Cái này mấy cái đèn. Đèn nhiều màu đó chứ Noel. Hay là mua cái này về gắn trong cái cây cũng được. Ủa, này là gì ta? Nhìn giống cục sô-cô-la mà nhọn nhọn. Mà chắc này nghĩ chắc cái này có đèn. Cái này là 20 đồng. Cái này dạng đèn mà dạng nến nè. Nến giả nè. Ủa? Chắc nó nến giả đúng rồi. Bỏ pin đi. Cái này là cũng 20 luôn các bạn. 20 một bộ. Một bộ là 5 cái nè. 5 cái đèn LED luôn. Trời ơi, hồi xưa mà mình có được cái bộ này chắc mình mừng vui chết. Ủa, nó cao bằng mình luôn các bạn ơi. Dưới nhà cho em bé mấy đứa con gái á chơi á. Hồi xưa mình thích được có một bộ như vậy lắm luôn. Làm gì có.
Ở đó là chơi mình nhìn mấy cái nhỏ xíu xíu á. Ồ nè, nó cao 5 feet luôn. Bộ này cao 5 feet. Cụ này coi như là đồ chơi của con nít. Vô đây là coi như khỏi ra luôn. Giờ mình vô đây mình cũng không muốn ra được. Trời ơi, chị Đình đặt khoái lắm. Cái này là có như là 4 con, có Pikachu nè, có con rùa nè, con này là gì, con mà đá lá nè, con này là con lửa nè, nó bộ này bao nhiêu ta, trời ơi, chị Đình chấp phái dữ lắm luôn á. Đâu, bộ này không có giảm giá, 43 đồng 99. Ồ, mấy con Bubble Troll nè, Bubble Troll này chị Đình cũng khoái nè. Bộ này thì nó giảm, bộ này 69 đồng 99, giảm 20, như còn 50 đi. Là nó làm sao ta, có hai con. Ủa, mấy con này bữa mình đi ở bên Pháp á các bạn, mình đi chơi bên Pháp á, thấy bán nhiều con đồng, nó chơi rồi nó bán lại á. Mình để cái video cái bên ở dưới đường link cho các bạn xem lại nha. Các bạn có thể xem lại những cái video mà mình đi Pháp á, có nhiều cái mình đi mua đồ bên Pháp, đi chơi bên Pháp. Rồi cái này chị Đình cũng mê luôn. Hồi này là mấy con mà Spiderman màu quạt quạ, mà Spiderman nó có nhiều con nè, nó còn Spiderman thường nè, không Spiderman nữa, nó màu đen. Con này hình như là con gái nè, đó cũng mê lắm. Đó nguyên một bộ xe chỗ có Iron Man luôn. Wow, bộ này là coi như 40. Ôi, mình thấy cái máy sấy tóc Dyson giảm giá cho mọi người. Máy sấy tóc Dyson 399 giảm 70, còn 329. Ủa sao mắc dữ trời, nguyên một bộ sấy tóc vậy mà 300 mấy hả? Thôi dữ gì, không mà hiệu Dyson thì nó mắc đúng rồi các bạn ơi. Dyson này lần trước mình quay như nó có giảm mà giờ nó hết giảm rồi, nên 500 V10 các bạn. Ủa không, V10 là à, để hàng trong. Cái bên là cái hiệu sát nó khác. Hiệu này thì nó giảm nè, hiệu này nó đang giảm nè. 379 giảm 80, còn 300. Hiệu sát. Mình muốn có một cái mà đang suy nghĩ đắn đo. Tại sắp cũng sắp Black Friday á. Khi Black Friday nó sẽ giảm giá. Bàn chải đánh răng. Đây bàn chải đánh răng của Oral-B giảm 20. Còn 69 đồng 99. Này mình đang xài nè, mình đang xài cái loại này nè. Xài cũng ok, rất là tốt. Nhưng mà mình đang canh mấy cái ấy nó có giảm đây nè. Đó. Các bạn chải mình để mình thay nè các bạn, nó giảm nè. Đó, giảm 11 đồng, còn 43 đồng 99. Một hát đi, một là có 10 cây giảm giá. Nó như nhà mình còn 2 cây, để lần sau coi nó giảm thêm. Bữa nay mình tưởng cái này là nó cái thùng có đồ để ở trong thôi, ai ngờ bữa nay mình kéo xem té thì ra là nó kéo ra hà, nó sẽ làm được cái giường. Cái bộ này là đâu, để coi giá coi, 39 đồng 399, như là 400 đi, 99 đọc mệt quá, hình như 400 giảm 100 còn 300. Này là xếp gọn là cái hộp, giống như cái hộp là kéo ra là thành cái giường. Vậy giống như cho mấy ai mà qua mà ngủ tạm đó. Ngủ tạm không có giường đó, coi như là lấy cái này mua cái này đỡ. Như 200 cũng không mắc lắm. Ôi ly, 8 cái ly có màu. Giảm 10 đồng còn 20. 20 cho 8 cái ly. Ly miệng nha các bạn. Cầm nó hơi cứng cái tay, mà cái ly này cũng đẹp. Còn để lên sợ nó bể cũng chết. Nó có hai màu, màu xanh lá màu đỏ, không thích lắm. À, đổ cái màu trắng, màu trắng được, màu trắng này đẹp nè, màu xanh.
size mình cũng không thích lắm, màu trắng. Ủa mà bộ này giảm cũng sao kỳ vậy? Hai cái giống nhau mà sao cái này không có giảm, cái kia giảm. Bộ gì là màu đỏ với màu xanh là nó không có giảm các bạn ơi. Ê, màu đỏ với màu xanh là xanh lá giảm. Ồ, thấy có màu trắng đẹp không? Quá đẹp luôn màu trắng. Ly này uống cà phê hết sảy. Màu trắng đẹp đấy, mình thích cái ly dạng màu trắng trắng. Mình thích ly màu mà. Ly màu mèo. Bộ này thì không giảm. Ồ, kỳ ha. Ừ, ai làm cupcake nè, cupcake để mua cái này nè, dạng này silicone 14.99 đồng, đây là hai phát luôn nha các bạn nè, không phải một phát nha. Ờ đâu coi coi, 2, 4, 8, 12 là vậy là coi như mình làm được 24 cái, một lần làm được 24 cái cho hai phát, một phát hầu như là 12 cái. Ờ vừa nói giá 14.99 các bạn ơi. Cái này do cái khuôn bánh bông lan, khuôn bánh bông lan mà dạng làm giống như là giống như lên núi á, mấy cái cây thông á, nó khuôn này cứng nha, khuôn này cứng nhắc. 23.99 đồng. Còn cái này mình làm cookie nè, mình ép nó xuống nó ra đó, nó có mấy kiểu, bao nhiêu kiểu nè, 18 cookie đích. Ồ, 18 kiểu gà cái cookie là 24.99 đồng. Rồi làm cái này là mấy bạn mà làm bánh kem đông đếm này là cần thiết nè, cần tới nè, 16.99 đồng. Này cái này cái này xài tốt nha, cái này nó xài nó không có bị hư giống như mấy cái nhựa nha các bạn nha. Dạng giống như một khúc hay là nè, có một khúc nè, một phần ba khúc nè, một phần bốn khúc. Cái này là thường thường là bên Mỹ á, mình sẽ xài dạng tính khúc hay là tính one teaspoon, one half teaspoon, one half four teaspoon này nọ đó, thì bên Mỹ thường là xài này. Thường thường mình Việt Nam mình xài gam. Đây nó kêu một khúc cũng mốc một khúc, vậy là một khúc bột là được rồi đó. Thớt các bạn ơi, 18.99 đồng cho ba cái thớt luôn, nặng nha. Mà cái này là có hai màu, màu trắng là cái này, màu này đậm hơn. Nó có ba cái, cái lớn, trung bình và cái nhỏ. Và đây là khu rượu tè le chắc lát quá trời quá đất. Rượu xong rồi qua bên là khu trái cây. Mùa này thì nó sẽ bán những cái trái như là trái bí làm Halloween đó, trái bí một cam cam đó. Có nhiều gia đình mua về xong cái làm ra cái hình mình để ngoài trước cửa nhà. Stick các bạn ơi, 12.99 đồng một pound. Cái lần này nhìn stick nó không được ngon lắm hay sao nè, cái màu nó không được đẹp như lần trước. Cái này New York stick thì là 10.99 đồng. Qua coi cua các bạn ơi, coi cua. Cua. Ôi, cua nó xé ra rồi, mình thích ăn nguyên con cơ. 13.99 đồng cho một phao. Tôm nè. Trời ơi, con nghêu bự dữ vậy trời. Ôi, con nghêu bự dữ thần luôn. 4.79 đồng cho một phao. Trời ơi, bịch nghêu này là 24.24 đồng. Wow, nghêu bự quá. Ý, hang mình nhớ có tiramisu giả. Để kiếm. Tiramisu giả, đủ lấy mất tiêu rồi. Lẹ ha. Đây là bán mấy cái bánh mà dành cho biếu quà Noel này các bạn đó, quá trời. Sô-cô-la.
Ồ, hộp sô-cô-la của Cold. Đây rồi, tiramisu, trời ơi, đợi lâu quá rồi, giờ mới về. Hiệu của Italy nha các bạn nha, giảm 3 đồng 10, còn có 8 đồng 39 nè, mà cái ly là lấy kia cái ly miễn luôn. Mình có thể về mình làm bánh hột câu nè, mình làm bánh flan, bánh đồ cũng được lắm. Lời cái ly. Cola này kiểu Cologne luôn các bạn ơi, quá trời luôn, cái này giống như mình đi biếu nè. Đó, sô-cô-la quá trời luôn, cái này là 18 đồng 49 các bạn. Biếu quà là ok cái này. Này, còn cái này là hình như là có 3 hộp quà 15 đồng 99, nếu mình muốn không muốn mua hộp bự thì mình mua hộp nhỏ vậy đó, trong nó có 3 hộp đó, mọi người tặng một hộp như vậy là 4 cái à. Ủa, hộp 4 cái gì siêu siêu à. Ăn cái hết trơn, cái nào cho 3 cái hộp thì nó đẹp, mà một hộp có 4 cái ít gì, hay là 9 một hộp như vậy là 3 tuần hả hay sao? Dạ, ông ấy là một hộp nhận nó trong đó nó có mấy cái? 4 cái à? Mình nghĩ thôi nha, một nghĩ ai bạn nào mà mua rồi thì có thể nói mình biết luôn nha các bạn. Là như mua một hộp vậy, ở trong mình nó có 3 cái tray như vậy thì coi như là 3 hộp, 3 là 6, 9, coi như là 9 cái tray như vậy. 9 mình nhìn lên 4 nữa. Đó, 9 nhân 4 hay là 36. Ai muốn ăn sô cô la bột vàng đây? Giảm giá. Giảm 4 đồng còn 11 đồng 99 các bạn ơi. Mãi vô. Hộp như vậy là bao nhiêu cái ta? Ủa, hai phát luôn hả? Hai, coi kỹ lại coi đúng giá hay không. 11 đồng 99 để mình lấy xuống mình coi thử coi. Rồi, sau khi kiểm tra mình báo các bạn biết là 11 đồng 99 là cho một cái tray như vậy thôi, một cái hộp như vậy thôi là có 24 viên. Trời ơi, mới nãy cái này nó dán vô là mình tưởng là hai hộp như vậy 11 đồng 99, chắc mình hốt cái đống luôn quá. Rồi, bạn nào muốn kẹo Halloween sô-cô-la cho Halloween đây, 20 đồng 1 bịch, 20 đồng 2 đồng 1 bịch, cho 20 đồng là sô-cô-la, còn là kẹo cũng 20 đồng 1 bịch, 20 đồng 1 bịch, một bịch bự như vậy là coi như 2 kg, 5 pound mấy nè, gần 6 pound, 20 đồng. Ô, sô-cô-la này là một hộp là coi như là có 6 pack các bạn ơi. Đâu được rồi, ý, còn 7 đồng 99 này các bạn ơi, giảm giá, còn 7 đồng 99, 7 đồng 99. Ô, từ xa đã thấy em và bây giờ mình đến quay. 17 đồng 99, giảm 4 đồng, còn 13 đồng 99 cho tempura tôm nha các bạn. Cái này mình ăn qua rồi, rất là ngon luôn, mình chỉ cần air fry một cái là ăn được rồi, coi như là 30 cái trong đó. Lâu mới có giảm nha, lúc nào cũng giảm nha các bạn nha. Đó, 13 đồng 99 thôi, thường là nó giảm, cái này là mình sẽ mua về ăn nữa các bạn. Cái này ngon lắm, chấm với sốt ăn cực kỳ cuốn luôn. Còn khu này là pizza, bánh pizza. Còn cái chị này chị mua nguyên một cái trái dừa gì á, non Halloween gì đó. Chuyện giấy đi vệ sinh, giấy toilet, giấy paper này nọ là coi như là đã lặn rồi, cho nên bây giờ đi xe đào cũng không thấy có mùa chừng. Mình nghĩ coi để mình quay thử nó còn hàng không. Đó, giấy quá trời vẫn còn như thường nha các bạn. Lần trước mình thấy cũng còn nhiều, nó vô hàng nhiều, tại vì bây giờ người ta cũng đâu có mua nhiều đâu. Đó, nên há quá trời luôn. Đó, ui, vậy là lần trước mình thấy là ít nha. Mình tưởng nhiều, tại vì thường thường mình đâu có đi cái khu này đâu. Vậy là bây giờ mới vô hàng nhiều quá không? Lần trước mình thấy vậy là ít thôi ta. Ồ, chắc vậy. Vậy là bây giờ là giao hàng nhiều nè, tissue nè. Giấy toilet, giấy ăn, giấy đồ là vô hàng đầy đủ, bình thường lại ở Costco rồi. Hết rồi, hết cái vụ đình công này nọ, tôi dừng lâu. Nước này nọ vẫn quá trời. Vậy là lần trước mình thấy vậy là ít, giờ là để hàng lại chất hàng.
hàng đó thấy mấy cái xèo sao đó, mấy thùng nước bự rất cái đống. Còn đây là mấy khu quần áo giá bán cho mùa đông cũng nhiều lắm luôn các bạn, nhưng mà đồ của gia đình ở bên Pháp mình mua nhiều quá, chứ mình đem đồ của má son á, đem đồ cũ của má son về mặc nữa đó, cho nên là mình không có mua, mình không có ghé vô trong đây. Ở đây người ta cho thử mấy cái nước giống như sinh tố. Ồ, mấy cái áo khoác này cũng đẹp quá ha. Ý tự tự giống cái áo khoác bữa chị mình cho mình mặc ở bên Pháp nè. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó sẽ không có ấm bằng bên đó. Cái này là nó giảm giá rồi các bạn, 26.99 đồng. Giảm giá rồi đó. Mình qua mình gờ cái chất liệu coi. Đúng rồi, nó không ý giống như có hai lớp rồi các bạn. Nhiều quá, mình vừa đẩy cái xe không có lấy ra coi được. Màu trắng thì đẹp ha, nhưng mà màu dơ. Rồi mua mấy cái này cũng màu đen. Ý vậy đó. Không, ở trong không ấm lắm các bạn nha. Cái này bên mình mặc ok, chứ còn bên chị mình mà lạnh mà rơi tuyết thì nãy chắc chịu không nổi. Nó có nhiều màu lắm, có màu đen nè, trắng nè, màu xanh real nè. Đó, ba màu, nhiều size luôn, size S, size M, XL, rồi XXL, XXXL cũng có luôn đó. Tha hồ mà lựa. Udon, các bạn ơi, udon giảm giá. Và vừa còn nhà còn đúng một hộp luôn, 17.69 đồng, giảm 5.70 đồng, còn 11.99 đồng, nhất định phải lấy một hộp. Cái này ăn thèm lấy ra ăn đã lắm, gặp mùa đông nữa ăn lạnh rất là đã luôn. Cái này dễ lắm các bạn, nó có cái chén sẵn luôn nè đó, mình chỉ cần xé udon mình vô xong cái hả mình bỏ vô microwave 4 phút, bỏ nước sôi vô trước chứ quên, bỏ nước sôi xong cái bỏ vô microwave 4 phút đó là ăn được rồi, ngon. Nó không có mặn, nó không có nó, mình ăn mì gói thì nó nóng, cái này nó không có nóng. Cái này nó tới hả tháng 5 năm sau mới hết hạn nên là giảm giá là mua. Ôi rau miễn, rau miễn thiệt khoan, rau miễn đâu có giảm đâu, 10.99 đồng nè. Hộp khác chị 10.99 đồng cho 10 bịch, đại ra tiền đồng bịch cũng đông đó, quá mắc. Phở Việt Nam các bạn ăn qua rồi. Không ngon lắm, nhưng mà hôm nay nó giảm giá, nếu mà ăn tạm thì ok chứ còn. Nhưng mà cái mùi phở nó không có giống như phở miền Nam mình ăn, mình thấy cái mùi nó sao sao, không thích lắm. Một hộp như vậy là có 9, một hộp bự vậy là 9 hộp ở trong nè các bạn. Đó. Giảm 4 đồng còn 7.99 đồng, không thấy ngon lắm nên là mình không có mua thêm. Mua đông là mình mua thêm đó. Ồ, bánh này thì các bạn nào cũng biết rồi, nó đang giảm giá các bạn ơi. Nó coi như là thường là 9.99 đồng. 9.99 đồng, giảm 3 đồng còn 6.99 đồng, coi như là 7 đồng một hộp thì các bạn, cho là mình là 7 đồng một hộp. Trong đây mới 18 pack được. Chắc chồng mình có mua không mà ok, mình nghĩ chắc chồng mình mua. Để hỏi ổng coi. Lấy không? Lấy à, lấy ok, lấy nha. Trời ơi, đi ra hôm nay cái gì thấy giảm giá quá trời, giảm luôn các bạn ơi. Nói nè, mấy cái sô-cô-la này cũng giảm nè. Đó, coi như là giảm 3 đồng 30 còn có 9 đồng 69 thôi. Một bịch bự gì luôn. Đó, bịch này là 600 gram. Sô-cô-la này ngon lắm. Nó có mấy loại luôn, có milk sô-cô-la, white sô-cô-la, dark sô-cô-la, 70% dark luôn, còn cái này đặc caramel. Trời ơi, mua hôm ta mở nhà nhiều sô-cô-la quá rồi, bên gì bữa bên Pháp về mới đồ ăn mua còn chưa ăn hết nữa, tiếc ghê luôn. Rồi thôi, bánh này xin bye bye nha, ăn nhiều quá rồi ngán rồi. Bữa đi Pháp xong ăn giờ ngán luôn rồi các bạn ơi. Thôi nghỉ, hôm nay nghỉ, tháng này nghỉ, bữa đi nào thèm mà mua lại. Hôm nay mình thấy cái này nó vô hoài rồi. Mà ngon, ăn sáng ok lắm các bạn, 7.99 đồng. Trời ơi, vô đây thấy cái bánh dễ thương vậy, nhìn nó nhớ bên Pháp dễ sợ luôn á. Dạng bánh
đúng brownie, à brownie đúng rồi, cái hội nhìn tưởng brownie vậy, nghe đúng rồi, brownie nè các bạn, brownie hộp vậy có 5 đồng à. Ồ. Ừ, cái này đem biếu cũng ok, nhiều chia nhiều bạn ăn cũng ok lắm. Trời ai kỳ cục với trời, xé luôn nè các bạn. Cái này không phải mình xé nha, cái này mà mình thấy là nó bị rách rồi, mình quay cho các bạn xem nha. Mình coi trời ơi, người ta thắt, mình không có đụng vô luôn á nè. Mình coi nè, lấy ra ăn luôn. Trời ơi kỳ cục đấy, ăn làm kỳ cục đấy. Nè, xé cái bịch rồi nè, thấy không? Có mấy cái bị xé rồi nè. Mà xé như vậy thì thôi đi nha, người ta dán lại cũng ok nha. Cái này nè, có bạn coi nè, trời nó xé ra ngoài cái bịch luôn. Thôi không đụng vô đâu, có không nói của mình nữa, không có, mình không có làm nha. Ôi ai kỳ, 10 đồng 79 một hộp của người ta. Ăn thử cũng ăn gì kỳ cục. Thêm một loại bánh của Pháp luôn các bạn. Ừ, giống như boulangerie nè, dinner roll 4 đồng 99. Ừ. Bánh bánh mì. Bánh mì miếng mì mềm. Đó, mì mà nó mềm. Bẻ cái ăn cục cục nhỏ nhỏ ra nè. Ừ, cũng ok, 5 đồng bịch không quá mắc. Trời ơi nhìn cái chai này tưởng cái chai mình vừa mua nó vô hàng nghe, không phải. Cái này là garlic onion, mình tưởng là cái dạng đợt trước mình mua cái sốt si sem, cái sốt mẹ nhìn nó giống vậy nè. Ôi tưởng nó hàng đó. Cái này là 7 đồng 99 nha các bạn. Cái sốt này biết ngon không ta? Creamy. Muốn ăn cái sốt mè mà nó không có vô hàng, chán ghê luôn á. Kẹo dẻo như dạng có vitamin này nọ đó, giảm 11 đồng 99, giảm 4 đồng còn 7 đồng 99. Nè, đây mình lấy ăn thử cho các bạn xem. Cái này. Hello. Thank you. I'll take some. Nè, nó vậy nè. Ăn thử đi. Nó bịch nhỏ nhỏ gì ngồi. Trời đúng rồi, chứ không ăn thử mà không là giống như là bỏ hết vô họng. Nè mua học. Lần trước mình mua được nó hiệu khác. Này mình luôn có hiệu khác. Không ngon bằng kia hả? Thử coi. Cái này nó cứng hơn kia. Lại lại. Đúng không? Cái này nó kia nó dẻo mà. Cũng may có để ăn thử. Nó cứng. Cái hiệu mình trước mình mua cái kia ngon hơn. Đây là một tiên thấy em giảm giá các bạn ơi, giảm giá 16 đồng 99, giảm 4 đồng 20, còn 11 đồng 99 các bạn. Cái này là nó có đậu phộng ở trong luôn đó. Cái này hồi đó là hồi mà mình nè, có đậu phộng, nhưng đậu phộng ở trong nè. Thấy cái dưới kìa, ở dưới đây nè. Dưới kìa. Ôi cái này được rồi, cỡ như vậy thôi chứ sao giờ. Có đậu phộng ở trong nha các bạn nha. Này nhìn đậu phộng đây em lần đầu tiên thấy giảm giá luôn. Mình thường đi không thấy giảm giá. Cái này là nếu mà nói là khoảng 20 năm trước mà Mỹ, Việt Kiều này nọ về mà trong hũ vậy là quá đã. Giảm giá nha. Ai bạn nào chưa mua không hết hàng đó. Bạn mà coi video của mình đó, đa số là những cái món giảm giá và mình đã mua qua xài qua đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thì ít là thường thường là mình quay lúc nào cũng nó cũng giảm giá chưa, nó giảm giá mình mới quay cho các bạn thêm mua, mình không có tiếc. Thường thường mấy cái hàng trong đây giảm giá mình thấy mua nó mới lợi, còn có nhiều cái là ngon quá mà không giảm giá mà mình vẫn mua là cái đó là ngon. Ha, còn gì mua nữa không? Hết rồi ha. Hết rồi, thôi mình tính tiền đi về các bạn ơi. Mua xe luôn. Mấy cái gummy mà ngủ nè các bạn. Giảm giá 13 đồng 99 giảm 3 đồng còn 10 đồng 99. Mà cái này là dành cho con nít các bạn ơi. Con nít mà trên 4 tuổi mới được nha. Nhưng mà mình thấy nếu mà gia đình ngủ tốt thì mình không có cần tới cái này. Sorry.
không có cần đến cái này. Cái này là mình chỉ cần khi giống như là mình lên máy bay hay là mình ngồi xe đường dài á, đó thì muốn gia đình có giấc ngủ ngon á thì cho ăn cái này vô rồi đi ngủ. Nhất là bữa đi máy bay qua Pháp cũng vậy, lần sau mà mình đi máy bay nữa là ngồi xe dài á, đó cho ảnh một viên là ảnh nằm ảnh ngủ thẳng cẳng. Trời ơi, mới đi quay cái ngó qua ông chồng đi kiếm tiền mất tiêu. Ê đúng rồi, ủa mua trứng nữa kìa. Nên mua xíu vậy nhiêu rồi. Nhiêu đây. Ôi, lần đầu tiên đi mua mà không trên. Không được trăm. Không, các bạn thấy không, mình đi mua toàn là giảm giá nè. Trừ này giảm giá. Hồi nào quá cần thiết mình phải mua thì mình mới mua thôi. Chứ thường thường là giảm giá. Thì cái ai mà có đồ gì không giảm giá rồi, có nhiều món trứng cũng không có giảm giá luôn. Các cô lần này mình quay với so với lần trước đâu có đông lắm đâu. Không có đông như lần trước nha. Đây nó có đồ ăn nữa nè, có pizza, có hot dog, nước, cookie, kem, sinh tố đó. Mình mua đồ xong ra mà làm biến về nấu là ngồi đây ăn luôn. Rồi lần nào mua đồ xong cũng phải đem cái bìu ra cho người ta ký nha. Đó, rồi quẹt một cái xong rồi đi quá. Lần trước mình có thấy có bạn hỏi là mình có thẻ Costco bên Mỹ là mình qua Pháp có thể đi được Costco bên đó hay không, thì là được nha các bạn nha. Là lần trước mình có đi quay qua rồi thì mình sẽ để cái video ở đây và có để ở dưới phần mô tả cho các bạn xem là mình đi Costco ở bên Pháp, ở bên Paris luôn đó. Thì nhưng mà bên đó nó sẽ kiểm cái thẻ kỹ hơn, là lúc mà vô người ta sẽ coi cái thẻ của mình, xong lúc tính tiền người ta cũng coi cái thẻ của mình, và lúc ra nó coi thêm một lần nữa đó. Cho nên là bởi nên nó xét kỹ hơn. Nhưng mà bởi mình thấy Costco nó còn vắng, chắc là chưa có nhiều người biết đến Costco bên Paris á đó. Mà bởi bán đồ cũng giá thì nó cậy như này, nó sẽ cao hơn bên đây chút xíu. Nếu mà hàng ở bên đây nhập qua bên đó nó sẽ cao hơn. Nhưng mà mình thấy, mình tham quan một vòng mình cũng thấy được Costco nó cũng giống giống như bên đây. Nhưng mà mình muốn quay cho các bạn xem là Costco Paris, và mình đi vô nó sẽ kiểm soát vé như thế nào, kiểm soát thẻ như thế nào đó. Thì hôm nay mình đi Costco mình thấy quay rất là nhiều đồ giảm giá và những cái đồ cũng ok lắm đó. Thì các bạn nếu mà các bạn thích video này, hãy để cho mình một like, một subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.